Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Be Cannabis. Hôm nay mình làm một cái clip ngắn để hướng dẫn các bạn mà cái cách, ví dụ giống như là bên 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 Ableton á, những cái lúc mà mình bấm review mấy cái tiếng sao như vậy. Nếu mà nó to quá thì mình có thể điều chỉnh âm lượng được. Âm lượng của lúc mà mấy cái chắc review này đó, bên Ableton nó hiển thị ra ngoài rõ cho mình. Lúc đầu mình tưởng là FL nó không có, nhưng mà sau này thì mình mò ra được là FL nó có. Đây, hôm nay mình hướng dẫn các bạn. Trước tiên nha, các bạn vào phần button đây. Option chứ. Các bạn vào audio setting. Đây. Lúc đó là cái review mixer chắc này nó sẽ là không có cái số. Thì bạn muốn đưa nó vào chắc nào trong mixer thì bạn cứ đưa, bình thường thì mình đưa vào chắc 1 hoặc là chắc 100, chắc cuối á. Đấy, đưa vào chắc 1. Đây thì các bạn nhìn cái mixer này. Thì lúc này á, tất cả các sound của các bạn nó sẽ nhảy vô trong mixer này. Lúc mà bạn chọn này. Đó, mình thấy mixer nó nhảy không? Thì lúc đó bạn chỉ đừng điều chỉnh âm lượng bằng cái này thôi. Đây. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Đó, hướng dẫn hôm nay chỉ cái mẹo hôm nay chỉ có vậy thôi. Cái này là cái mà mình tìm mấy năm rồi mà mình chưa biết á, hôm nay mình mới mò ra được á. Tại vì có nhiều trường hợp á, các bạn làm nhẹ, các bạn làm đúng chuẩn, tất cả các chắc của các bạn đang thấp như vậy, âm lượng đang thấp như vậy, thì lúc các bạn bấm chọn tiếng, chọn thêm sao thì nó cứ to đùng lên nha, rất là khó chịu. Thì bạn làm cái kiểu này bạn có thể điều chỉnh được âm lượng của những cái chắc mà bạn, những cái sao mà bạn đang 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 tìm. Tiện không? Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn thấy video này bổ ích thì nhớ like và share giùm mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Subscribe giùm mình nữa.